Tết Nguyên đán là dịp mà nhiều buổi liên hoan tiệc tùng diễn ra, vì vậy đây là thời điểm các ca ngộ độc rượu có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân của các ca ngộ độc rượu phần lớn là do người dân uống phải rượu trắng ba không, không nhãn mát, không nguồn gốc và không rõ thành phần. Khi bị ngộ độc rượu, trong khoảng 12 đến 24 giờ sau khi uống, người uống thường cảm thấy chóng mặt, lú lẫn, yếu cơ, nhức đầu, buồn nôn, đau bụng, nôn. Tình trạng nặng hơn sẽ dẫn đến các triệu chứng kích thích thần kinh, hạ đường huyết, hạ thân nhiệt, thu huyết áp, thậm chí là hôn mê sâu. Để phòng ngừa ngộ độc rượu bia trong dịp Tết, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân không nên lạm dụng rượu bia, nếu uống thì cần tránh uống vượt ngưỡng chịu đựng của cơ thể. Cụ thể, nam giới không uống quá 3 đơn vị rượu một ngày, nữ giới không uống quá 2 đơn vị rượu một ngày, nếu uống quá mức này được coi là lạm dụng rượu. Ngoài ra, những người uống rượu cần được theo dõi để phát hiện sớm các dấu hiệu ngộ độc như nói khó khăn, không thể tự đi lại, lơ mơ, thở khò khè, chậm chạp, Lờ đờ, ngồi một chỗ, co giật, nôn nhiều lần, đau đầu để đưa đến cơ sở y tế cấp cứu điều trị kịp thời. Đặc biệt, người dân không nên uống rượu khi không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị.